Angela Phương Trinh ra tận Thanh Hóa tút nhan sắc. Nữ diễn viên khoe vai trần gợi cảm khi tới một cơ sở làm đẹp ở xứ Thanh chăm sóc da, chuẩn bị tái xuất cho màn ảnh rộng. Angela Phương Trinh ngồi xế hộp chạy đi làm đẹp. Cô mới đi Hàn Quốc về, do khí hậu thay đổi nên làn da của người đẹp bị ảnh hưởng. Cô phải tới spa chăm chút dung nhan. Người đẹp phim Sứ mệnh trái tim khoe đường cong với váy dày ôm khít xẻ vạt. Sau nửa năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, cô sắp tái xuất với những dự án phim mới. Nữ diễn viên đẹp hút hồn ở tuổi 22. Ngoài diễn xuất, cô mới thử sức với lĩnh vực thời trang bằng việc ra mắt bộ sưu tập It Girl. Angela Phương Trinh còn ấp ủ dự định lớn sân sang cả sân khấu ca nhạc. Cô rạng rỡ chụp ảnh cùng những người bạn ở Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!